Hello hello, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh JC Hill. Tiếp theo thành công của chuỗi series bộ sưu tập Gucci thì hôm nay gửi tới cả nhà bộ sưu tập LV cả nhà nhé. Bộ sưu tập tới từ thương hiệu số 1 thế giới luôn vui tươi. Rất nhiều mẫu mã cũng như là màu sắc dành cho các anh trong cái bộ sưu tập ngày hôm nay nhé. Rồi, đầu tiên đó là một cái đôi giày Derby. Một cái mẫu phải nói là đẹp xuất sắc luôn nha. Với những cái thiết kế hết sức là mềm mại, uyển chuyển và rất là đẹp ha. Cả nhà nhìn cái mũi này, cái mũi của em này thiết kế là kiểu không đụng hàng nha. Cái này mình nhìn giống như một cái nơ này, nó thiết kế trên cái họa tiết wingtip á, nó cắt điệu rất là đẹp ha. Cái mũi của nó thì nó thon tròn, cả nhà nhìn này thấy không, nó rất là căng bóng và mịn màng nha. Em này đi lên chân rất là sang, đặc biệt là mình lên những cái bộ đồ vest thì quá sang trọng và lịch sự luôn đó cả nhà. Cả nhà nhìn cái những cái đường nét của em này thì rất là đẹp và mềm mại luôn cả nhà nha. Lâu lắm rồi thì em mới có được một cái đôi giày Derby mà đẹp như vậy cả nhà ơi, rất là đẹp. Em này sở hữu cái màu nâu đậm ha, màu nâu đậm cũng rất dễ phối đồ cả nhà ơi. Lên chân thì cả nhà thấy rồi, rất là sang trọng ha, rất lịch sự nè cả nhà ơi, đẹp quá trời đẹp luôn. Mẫu này hai bên logo nó đóng ở hai bên góc ha cả nhà, rất là đẹp, nhìn rất là quyền lực luôn ha. Em này size chuẩn là 41.5 và mã chốt hàng là A41, gửi tới cả nhà mức giá 3.900.000 cho em này thôi cả nhà ơi. Rất đẹp luôn, đế da khâu luôn vui tươi Paris size 71/2 nè, made in Italia, quá xịn sò ha. Cái này là chủ cũ nó dán chống trượt rồi, anh nào thích thì lột ra dán lại thôi ha. Gót mòn chưa là bao hết cả nhà ơi. Những cái đôi này em bao cả nhà đi 5-7 năm luôn nha, rất là bền luôn á, thiệt sự. Và sang trọng lịch sự nữa. Cả nhà mà biết cách chăm em nó thì có lẽ là sẽ sử dụng được còn lâu hơn nữa ha. Quá đẹp luôn. Lót jean này, luôn vui tươi cả nhà nha. Luôn vui tươi ha, lòng lót đều jean toàn bộ nha cả nhà. À, cái form dáng của em này khi không có su chi này, rất là sang trọng lịch sự nha cả nhà. À, đóng vét cho em lên những cái bộ đồ phải nói là chuẩn men luôn nhé. Giá chỉ có 3.900.000 thôi. Tiếp tục là những cái đôi giày cực kỳ đẹp tới từ thương hiệu xịn sò và giá thì rất là rẻ luôn. Rồi kế bên là một em họ hàng gần ha, một em luôn vui tươi Derby trơn. Em này thì rất là ấn tượng với một cái chất da, rất chất da bê dày và rất là mềm nha cả nhà. Cả nhà nhìn cái chất da của nó là mình cảm nhận được một cái độ dày và mềm rồi ha. Những cái đôi như thế này á, mình đi cả ngày luôn, em bao mình đi cả ngày luôn, không có bị đau chân, cấn chân gì hết trơn á. Và đây là một cái mẫu đơn giản, nhẹ nhàng thôi, trơn toàn bộ cả nhà thấy không? Không thấy một cái logo họa tiết hay là một cái nơ nào cả, màu đen hết, rất dễ phối đồ luôn. Và em này có một vài cái điểm nhấn sang trọng phía sau gót của nó này, nó là một cái miếng da canvas cả nhà, một cái miếng canvas thôi, nó đính kiểu như là hình tam giác này. Họa tiết monogram ha của nhà LV, rất là nhẹ nhàng tinh tế. Rồi bên hai cái bên đế này đó cả nhà thấy không, họa tiết đặc trưng của nhà LV này, ba cái kiểu ha logo nha cả nhà. Đấy, đặc trưng của nhà LV, rất là nhẹ nhàng, không cần phải quá phô trương. Một cái đôi giày cực kỳ xịn, ôi cha ơi, những cái đế là cả nhà nha, quá đẳng cấp và xịn sò. Nó đóng luôn chữ LV ở dưới đế sau gót này, và phần này này nó chưa có mòn là bao cả nhà. Cả nhà nhìn kỹ nha. Đấy, rồi bên trên luôn vui tươi này, Paris này, made in Italia, nó đóng có cái dòng này, nó đóng cả cái tắc màu trắng nữa này, rất là xịn sò luôn cả nhà ơi. Khác biệt so với những dòng khác nha, như cái album này, như có một cái đôi này nó đóng cái tắc này thôi nè, rất xịn nha. Đế da khâu này quá đẹp ha, và em dán chống trượt phía trước rồi, các anh yên tâm đi nha, yên tâm đi, không cần phải làm gì thêm, quá chỉnh chu rồi nha. Những cái đôi này thì cũng rất là bền luôn, nói chung là hàng xịn thì tiền nào của đó ha cả nhà, cực kỳ bền bỉ, luôn vui tươi. Đấy, lót jean này, ui chà, em này da nó rất là dày nha cả nhà, nó giữ form nhưng mà nó có cái độ mềm ha, trong này nó còn tem luôn này, nó giữ cái form nhưng mà cái cả nhà thấy không, cái gót của nó không có quá là mềm ha.
nó giữ cái form rất là chuẩn luôn. Da bên trên thì nó cũng khá là dày, dày lắm cả nhà nhé, nó dày lắm không có mỏng đâu. Đó, nên là đôi này thì size chuẩn em nó là một cái size 41.5. Những cái size này cả nhà có thể fit được 41 nhá. Giày cột dây 41, 41.5 gan đi thoải mái cho em. Mã cho hàng là A42, gửi tới cả nhà 4,5 triệu. Đôi này thì em có kiểm tra giá ở trên web rồi ha. Đôi này loanh quanh 39 cho tới 40, hơn 40 triệu nha cả nhà. Đó là cái giá thực tế nha, em đã tham khảo rồi nha cả nhà. Rất là xịn sò luôn. Gửi tới cả nhà một cái mức giá rất là rẻ ha. Rồi, tiếp theo gửi tới cả nhà một em giày loafer. Một em loafer da cháy nha. Em này thì rất ấn tượng với một cái logo kiểu như là vương miện nè cả nhà. Đấy, LV. Ở giữa thì có chữ LV này, ở bên trên có vương miện nè. Xung quanh là cái kiểu như là sợi chỉ lấp lánh ánh kim màu vàng nha. Rất là đẹp luôn. Nói chung nhìn cái đôi này nó toát lên một cái vẻ quyền quý cao sang. Logo đẹp quá trời cả nhà ơi. Đó, đó là cái điểm nhấn cho đôi giày luôn. Mình nhìn cái đôi giày này, đấy nó nằm ngay ngắn ở trên giữa đôi giày này. Rất là đẹp nha, đẹp. Em này da cháy. À, rất là lạ luôn nè cả nhà, nhìn cái chất da cháy của nó này. Có độ mềm êm nha. Đi rất là thoải mái luôn. Hầu như cái phần da của nó là còn nguyên nha cả nhà. Đẹp lắm. Em này thì cái đế của nó thì sử dụng cái đế cao su đúc đặc nè. Luôn vui tươi Paris made in Italia, nó có may luôn nha, khá là mềm êm, đi rất là thoải mái nha cả nhà. Đấy, đã lắm. Gót mòn chưa bao nhiêu đâu, gót như thế này thì vẫn rất là ổn nha, vẫn rất ổn ha. Đôi này thì em sale mạnh cho cả nhà luôn, 2,9 triệu nha, 2,9 triệu cho đôi giày này thôi. Size của em này là size 43 và mã chốt hàng là A33. Rất là đẹp nha cả nhà. Anh nào vừa chân thì nên lấy đôi này đi. Rất là sang trọng, lịch sự luôn. Lòng lót nó còn rất là mới và đẹp nè. Đây cả nhà nhìn nè, rất mới và đẹp ha. Lòng trong là màu vàng ha. Đôi này thì da của nó có độ mềm mỏng vừa đủ thôi. Nó không có quá dày cũng không quá mỏng, nên là mình đi cũng rất là sướng chân luôn nha. Rồi, tiếp theo là một em giày loafer. Một em loafer có một cái vẻ đẹp khá là lạ. Đó, em này thì cả nhà nhìn này, bên trên phần trên, cái phần trên mu không có một cái điểm nhấn nào hoa văn họa tiết ha. Nhìn ở bên trong lòng trong cũng vậy này. Đó, nhưng mà nhìn qua bên hông thì quá là đẳng cấp, với một cái khóa màu đồng nha cả nhà. Khóa màu đồng cả nhà nha. Nó chỉ là cái kiểu làm điệu thôi cả nhà ơi, chứ nó cũng không có cái tác dụng là nó chỉnh sai gì đâu ha. Màu đồng có chữ luôn vui tươi ở đây này, zin ha. Đó, cái chữ này thì không thể nào dọc được đâu. Rất là đẹp. Cả nhà nhìn cái khóa hai bên này. Đấy, rất đẹp ha. Bên trong thì nó không có gì cả. Và thêm một cái viền nó chạy xung quanh với rất nhiều những cái chữ LV dập ha. Cả nhà nhìn này. Đấy, rất là đẹp. Và kiểu như là đẹp và sang ngầm ha. Không quá phô trương. Đó, nhưng mà vẫn toát lên được một vẻ cao sang. Đó, một đôi LV đơn giản nhẹ nhàng, mũi trẻ nữa nha. Em này mũi trẻ cũng rất là độc luôn nha cả nhà. Màu đen nên là rất dễ phối đồ cho các anh luôn. Đó, phía sau gót này nó làm thêm một cái kiểu miếng da cũng rất là độc ha. Những cái điểm nhấn mình thấy nó một chút xíu thôi, nhưng mà thật sự là nó cả là một cái sự sáng tạo của thương hiệu LV nha cả nhà. Em này đế da này, đế da khâu nhá. Bên trên thì em dán chống trượt sẵn cho cả nhà rồi. Gót mòn chưa bao nhiêu nhá. Da khâu cực kỳ bền bỉ luôn. Em này thì size của nó là size 42 và mã chốt hàng là A37, gửi tới cả nhà mức giá yêu thương 4,3 triệu cho em này thôi. Độ mới và cũng như thiết kế quá đẹp. Lòng trong ở đây luôn vui tươi, zin nha, Paris. Rất đẹp, zin toàn bộ. Gót của em này là cái kiểu như là gót cứng nha, nó không có đạp lên được. Nên là giữ cho cái form loafer này rất là chuẩn luôn. Rất là chuẩn cả nhà nha, nhìn đẹp quá trời luôn nè cả nhà. Em sale luôn, còn 4,3 triệu, gửi tới cái anh mức giá rất là rẻ luôn. Rồi, tiếp theo là một em giày
Oxford. Một em Oxford màu nâu đậm. Em này thì cũng rất là đặc biệt và cá tính nha. Điểm nhấn của em này là những cái sợi chỉ nó may ẩn lồng bên trên bên dưới những cái lớp da. Đó, những cái đường chỉ nó may rất đều và đẹp nha cả nhà. Đây là những cái đường may thủ công của những nghệ nhân nha. Máy móc không may được đâu cả nhà ơi. Tại vì nó luồn qua cái lớp da này này. Nhìn nó rất là đẹp ha. Cả nhà nhìn những cái đường may của nó này, đều và rất là đẹp nha cả nhà. Đó, quá đẳng cấp và chất da là da bò hạt này. Da bò hạt rất mềm êm cũng như là khả năng chống chảy xước rất là tốt nha. Đấy, cả nhà nhìn cái màu của em này rất là đẹp này, màu nâu đậm này. Rồi các nghệ nhân còn chơi thêm chữ LV ở đây nữa này cả nhà thấy không? Nó không chơi một cái miếng kim loại mà nó theo chữ LV hai bên này. Đấy, rất là nhẹ nhàng. Đó, nhẹ nhàng thôi ha. Rồi thêm cái khuy LV bên dưới nữa, đúng là thiệt. Cả nhà có thể là thấy những cái đôi giày của nhà LV mỗi đôi một kiểu ha. Một cái sự thiết kế rất là sáng tạo luôn. Nó không có bị dập khuôn nhàm chán nha. Đó, một cái form giày The Beaton. Lên chân thì rất là sang trọng lịch sự, da nó mềm lắm nha cả nhà. Da nó mềm ha. Đấy, nó không có cứng chân đâu. Đế da này. Đế da rất là xịn nha, luôn vui tươi, made in Italia. Nó khâu luôn rồi cả nhà ơi. Đó, còn em thì em đã dán chống trượt trước và sau. Đó, rất là đẹp. Và chỉnh chu cho các anh lên chân thôi. Đó, đôi này size của em nó là cái size 41 nè. Và mã chốt hàng là A38. Em sell luôn còn 2.9 triệu. Giá này mà các anh không chơi nữa thì thật sự là rất tiếc nha. Luôn vui tươi, bên trong lòng trong màu nâu đậm luôn, còn đều rất là mới và đẹp ha cả nhà. Cả nhà nhìn nè ha. Em gửi tới cả nhà những cái đôi giày rất là đẹp, chỉnh chu và giá thì thôi rồi thật sập sàn ha, quá đẹp nha cả nhà. Đôi này mình lên chân mình đi làm công sở thì quá sang. Đấy, đi tiệc thì không nói gì chứ đi làm công sở thì quá sang rồi ha. Rồi một em giày loafer luôn vui tươi. Một cái thiết kế phải nói là đầy sáng tạo của nhà LV nữa đây. Đó, cả nhà nhìn xa thì thấy một cái bàn tay với kiểu giơ hai ngón Victory nha. Nhưng mà cái ở đây nó lồng thêm chữ L màu vàng, nó ghép thành chữ LV ha. Đấy, quá sáng tạo luôn. Em này là da lộn nhé cả nhà. Và phần này là kiểu như là phần thêu của nhà LV này. Đó, nhìn rất là sáng tạo luôn á thiệt. Mỗi đôi nó là một cái kiểu sáng tạo khác nhau. Hôm nay thì em gửi cho cả nhà không có đôi nào giống đôi nào luôn. Vậy mới đẹp ha. Rồi em này LV Victory. Đấy. Thậm chí là anh nào mà tên bắt đầu bằng chữ L này, mang đôi này phong thủy cũng được nè. Phần da lộn của em này thì vẫn còn rất là đều và đẹp ha cả nhà ơi. Hầu như là nó không có bị mất miếng nào ha cả nhà. Đấy, đôi này thì em cũng sell luôn, gửi tới cả nhà mức giá yêu thương nha. Đôi này đế nè, đế da luôn nha, nó may luôn rồi này. Thường là những cái đôi giày loafer derby của nhà LV nó may hết rồi. Đó, đế rất là đẹp và em dán chống trượt trước và sau luôn cho các anh nè, rất là chỉnh chu rồi. Rồi em này size đẹp luôn, size 40 và mã chốt hàng là A34. Em bán 2.9 triệu ha. Rất rẻ cho một đôi giày LV. Đó, lót jean này. Em này thì sử dụng cái lót và cái lòng trong của nó là chất vải cả nhà nhé. Chất vải và nó may kiểu caro á, rất là sang trọng và lịch sự nha. Nó không phải làm đơn giản là một cái lớp vải lên đâu ha. Đấy, vải thì nó sẽ thấm hút mồ hôi và nó mềm mại ha. Đấy, cả nhà nhìn thấy không? Lòng trong nó cũng rất là sáng tạo luôn. Quá tuyệt vời cho một cái đôi giày của nhà LV. Em này thì giá có 2.9 triệu thôi các anh ơi. Anh nào vừa chân size đẹp luôn 40 nhắn cho em nghe. Rồi tiếp theo là một em giày derby công sở. Mẫu này thì phải nói là đẹp nhất cách luôn á. Một cái mẫu derby trơn này. Derby trơn, cả nhà nhìn cái chân mu của nó đó. Nó không hoa văn họa tiết gì ha. Cũng không có những cái đường wing tip, lỗ đục các kiểu. Em này thì là một cái màu đen trơn. Đó, cái mũi của nó đẹp quá trời luôn cả nhà ơi.
nó kiểu như là nó bo tròn luôn, rất là đẹp. Và cái mũi của nó này, cả nhà nhìn này, đi lên chân thì sang trọng quá trời, bóng bẩy luôn này. Đó, da thì rất là chất lượng rồi. Em này thì nó phối thêm một phần da AP nha cả nhà. Đây này, cái phần này nó làm cái sự khác biệt nha. Đấy, may lên làm cho cái đôi giày nhìn nó chắc chắn hơn, và cũng như là nó có cái điểm nhấn hơn cho đôi giày. Chất da AP rất là mềm bền bỉ. Và thường thì nhà LV sử dụng cho cái chất liệu làm những cái clut đó cả nhà, clut hay ví hay là túi á. À, nó giữ form rất là tốt luôn. Nhưng mà đôi này thì nó lại phối thêm cho một miếng da quá đẹp và đẳng cấp ha. Đấy, cả nhà nhìn này, một sự thiết kế sáng tạo nữa của nhà LV. À, em này da rẻ, các kiểu form dáng quá đẹp ha. Đôi này thì chuẩn công sở luôn. Đấy, đế da này luôn vui tươi, Made in Italia 7/1/2 da khâu. Em dán chống trượt cho các anh luôn rồi ha, quá đẹp và chỉnh chu rồi. Đó, em này thì đế của nó cũng có cái logo LV ở hai bên hông nhá. À, nhìn nó rất sang trọng lịch sự luôn. Size chuẩn 41.5 hoặc là 41 đi vừa. Mã chốt hàng là A35 nhá. Em bán 3,5 triệu luôn cả nhà ơi. Đôi này thì hầu như da nó còn rất là đẹp luôn, không chảy xước gì nhiều đâu cả nhà. Lên chân thì quá đẹp trai rồi. Đấy, anh nào vừa chân thì hốt em nó giùm em nha. Luôn vui tươi này, lót jean này. Đấy, lòng trong này, rất đẹp, mới đẹp, sạch sẽ nha. Đôi này không cần Fuji cả nhà thấy không? Form dáng của em nó rất đẳng cấp. À, rất đẳng cấp luôn. Rồi tới cả nhà, mức giá có 3,5 triệu thôi. Rất rẻ rồi cả nhà ơi. Rồi, tiếp theo là một em giày Loafer. Một cái sự thiết kế cũng rất đẳng cấp của nhà Luôn Vui Tươi nữa. Em này thì cũng là một cái mẫu đơn giản nhẹ nhàng. Đó, nổi bật là một cái khóa Luôn Vui Tươi ở bên hông nha. Luôn Vui Tươi nè, rồi logo LV. Chỗ này màu trắng nha, không phải màu titan. Đó, mà em này là màu trắng này, trên cái tông màu đen. Tất toàn bộ da của em này là màu đen, đế cũng màu đen luôn. Đó, chỉ có cái logo nó là màu trắng thôi. Một cái mẫu Loafer nhìn cũng rất là đẹp luôn nè. Rất đẹp và độc luôn nha. Đẹp kiểu như là nhẹ nhàng. Đẹp nhẹ nhàng mà không quá là chói lóa. Đấy, màu đen ha cả nhà. Dễ phối đồ nữa cho các anh nè. Da còn rất là đẹp luôn. Hầu như nó cũng ít chảy xước nha. Rất ít chảy xước. À, nhìn cả nhà nhìn này. Đấy, cái mũi của em nó này. Đó, thiết kế này. Rất là đẹp ha. Em này size chuẩn là 40.5 và mã chốt hàng là A36. Em bán 3,6 triệu nha. Em này đế bên dưới là đế cao su đúc này, đế zin của nó cả nhà nhìn thấy xịn sò chưa. Luôn Vui Tươi Paris Made in Italia, bên trên là họa tiết LV cũng như là những cái hoa văn monogram của nó này. À, đế này thì thôi rồi, cao su mềm êm, zin nó may luôn cho các anh rồi nha. May luôn, nên cả nhà mình yên tâm. Đó, sau phía sau thì em dán chống trượt sẵn cho cả nhà này. Cả nhà nhìn cái bộ đế của nó là quá xịn sò và chỉnh chu rồi nha. Chỉ việc đi thôi các anh ơi. Em này thì đó, em đã gửi tới cả nhà mức giá có 3,6 triệu thôi. Rất rẻ cho một em dài tới từ nhà Luôn Vui Tươi. Lòng trong màu nâu. Đấy, mới và đẹp nha. Luôn Vui Tươi cả nhà thấy không? À, mới và rất là đẹp. Form dáng này không cần Fuji nhá, rất là đẹp luôn. Đó, rất tiện nữa, cả nhà mình chỉ việc xỏ chân vào là đi thôi, không cần phải làm gì thêm nữa ha. Rồi cuối cùng gửi tới các anh một em giày Monte, một mẫu Monte da lộn nha. Và em này là một cái mẫu cũng khá là đẹp này, với những cái hoa văn họa tiết Damier này, nó dập chìm rất đẳng cấp nha. Màu đen, khóa thì khóa kiểu như màu titan nha. Màu titan cả nhà ơi, không phải là màu đen đâu. Form của dòng Monte thì cả nhà biết rồi. Quá đẹp luôn, dễ mang và rất đẳng cấp nha. Rất đẳng cấp này, cái mũi của nó này. Đó, thiết kế này thì là cái thiết kế huyền thoại rồi. Nên là mình không cần phải nói nhiều nữa, thì quan tâm tới size cũng như màu sắc thôi. Sau gót này, hai cái logo Luôn Vui Tươi. Và nhìn những cái hoa văn
Damier chìm của nó đẹp quá trời luôn cả nhà. Phần da lộn nó hầu như nó không bị bay bạc gì nha cả nhà. Đó. Đó, không bay bạc gì cả nhà ơi, lên chân rất là đẹp luôn. Rất là đẹp và sang nha. Đi những cái đôi này thì nó sẽ hơi gọi như là phô trương một chút nhưng mà rất là sang. Đế này, gót nó có mòn chút xíu cả nhà nha. Đấy, gót nó có mòn nha cả nhà. Nhưng mà không thành vấn đề đâu. Những cái đôi này mình đi còn rất là bền lắm nha. Cái đế này em không biết sao chứ nó thiết kế rất là bền và êm ái luôn. Em này size chuẩn là 41 nha. Và mã chốt hàng là A40. Gửi tới cả nhà mức giá 3,7 triệu. Quá rẻ cho một đôi Monte. Cả nhà mình đi làm đi cày còn lâu lắm, vài năm ha. Luôn vui tươi nè, Paris lót jean nha, jean toàn bộ nha. Đây made in Italia à, rất xịn sò cả nhà ơi. Form của dòng Monte này không cần sushi cả nhà thấy không? Nó rất là đẹp luôn. Chỉ việc xỏ chân là đi thôi, không cần phải làm gì thêm nha. Đó, tuyệt vời. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi bộ sưu tập LV của em hôm nay nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong bộ sưu tập tiếp theo.